Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Lê Cần News. Cao Thảo rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin. Bị cấm khỏi nơi cư trú, chở vợ về thăm ngoại rồi gây thêm án. Phạt 900 triệu đồng một chủ đầu tư vì bán nhà khi chưa được phép. Hà Linh vào tận bài viết của Antifan, phân trần vụ trước chê nay khen dầu gội đầu. Doanh thu lật mặt xấu của Lý Hải vượt 200 tỷ sau 10 ngày công chiếu. Khoảnh khắc lớp xe đầu kéo phát nổ như bom. Mới đây, camera an ninh trước cửa một nhà dân đã vô tình ghi lại được một tình huống khó tin nhưng lại xảy ra ngay trên đoạn đường lớn. Theo đó, ngay tại điểm giao ở ngã ba, một chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ móc đang lấy không gian để quay đầu đi ngược lại hướng vừa chạy ra. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi khoảnh khắc lớp sau của chiếc xe bất ngờ phát nổ, tạo ra tiếng động lớn và khói tỏa ra như vừa bị nổ bom. May mắn là vào thời điểm đó không có người và phương tiện nào đi gần, nếu không áp lực do lớp xe nổ gây ra có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ngay khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, không ít bình luận cũng được để lại, một số ý kiến nổi bật phải kể đến. Trời nắng nóng, lớp xe giãn nở ra, trọng lượng xe lại quá nặng nên không chịu nổi là chuyện bình thường. May mà các phương tiện khác đã đi qua hết, nếu không là lớn chuyện nữa rồi. Ra đường tình huống nào cũng có thể xảy ra, thế nên khi lưu thông thì nên giữ khoảng cách giữa các xe để đảm bảo an toàn. Người đàn ông bị cán một bên chân do đi vào điểm mù của xe bồn. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 7 tháng 5 tại ngã ba Lê Lai, Trịnh Kiểm, Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa. Camera an ninh của nhà dân đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn. Vào thời điểm trên, người đàn ông đi xe máy màu trắng cùng chiều với xe bồn. Khi xe bồn đang giảm tốc độ để rẽ phải thì xe máy đi cùng chiều vượt lên đầu xe. Do xe máy đi vào đúng điểm mù bên phụ nên tài xế xe bồn không phát hiện, dẫn đến va chạm nhẹ. Sau đó chiếc xe máy cùng người đàn ông ngã xuống đường và bị xe bồn cuốn vào gầm. Phát hiện có va chạm, tài xế xe bồn lập tức cho xe dừng lại. Tuy nhiên, người đi xe máy đã bị bánh của xe bồn cán một bên chân. Ngay sau khi tai nạn giao thông xảy ra, người lái xe bồn đã cùng với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện cơ quan công an địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tình huống giao thông này một lần nữa là bài học cảnh tỉnh đối với những người tham gia giao thông về điểm mù của xe bồn. Việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông và tránh đi vào các điểm mù của ô tô đi cùng chiều sẽ giúp người tham gia giao thông tránh được các tình huống tai nạn đáng tiếc. Bắt trọn khoảnh khắc xe khách 16 chỗ vượt đèn đỏ ngay giao lộ. Mới đây, một tài xế ô tô đã bức xúc đăng tải đoạn clip được camera hành trình trên xe anh ghi lại. Trong đó là bằng chứng cho thấy xe khách 16 chỗ vô tư vượt đèn đỏ dù đang lưu thông đi vào đoạn đường ngã ba giao lộ, có nhiều phương tiện và người đi chợ qua lại. Có thể thấy hành động lướt ngang của xe khách khiến người trên xe máy và các phương tiện khác đang dừng chờ đèn đỏ không khỏi giật mình và ngỡ ngàng, vì không nghĩ ngay trên đường lớn mà có xe lại liều lĩnh đến thế. Hành động vi phạm pháp luật trắng trợn của xe khách cũng đã khiến cư dân mạng bực tức và tỏ ra thất vọng. Nguyên nhân là vì đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do vượt đèn đỏ, nhưng xem ra đến nay vẫn có tài xế không sợ. Một số bình luận được cư dân mạng để lại. Các bác tài xe khách ơi, nên biết là mình chở theo nhiều mạng người chứ không phải như các phương tiện khác, nên làm ơn tham gia giao thông nghiêm túc và có trách nhiệm. Ghét nhất xe khách chạy kiểu vô tội vạ như này, ngồi trên xe mà bất an vô cùng. Vượt đèn đỏ xảy ra tai nạn rồi lại bảo đời tài xế bạc lắm. Bị cấm đi khỏi nơi cư trú, chở vợ về thăm ngoại rồi gây thêm án. Chiều ngày 7 tháng 5, Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 2000, trú tại huyện Gò Dầu, về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng lưu ý, Nam đang bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và hành vi trộm cắp tài sản lại tiếp tục gây án. Trước đó, lúc 11:30 ngày 2 tháng 5, chị Thảo, sinh năm 1974, trú tại huyện Tân Biên, là nhân viên quán karaoke Thảo My ở huyện Gò Dầu. Đang ngồi thì Nam giả vờ đến, hỏi mua nước và thuốc hút. Chị trả lời là quán không có bán, nhưng Nam vẫn vào bên trong. Vài phút sau, chị phát hiện Nam trộm xe mô tô của chị Liên, sinh năm 1971, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, nên trình báo cho cơ quan công an.
Ngay lập tức công an huyện Gò Dầu bố trí lực lượng chốt chặn các tuyến đường truy tìm. Sau gần 30 phút, công an bắt được Nam cách hiện trường vụ trộm khoảng 1 km. Nam khai nhận, trên đường điều khiển xe mô tô chở vợ về thăm ngoại thì bị chủ nợ điện thoại đòi tiền. Sau đó, Nam mang xe đi thế chấp được 10 triệu đồng nhưng vẫn không đủ trả nợ. Do vậy, Nam đã trộm xe máy. Trước đó, Nam trộm tài sản của anh Văn. Ngày 29 tháng 3, công an huyện Gò Dầu tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với đối tượng, song người này lại tiếp tục gây án. Tưởng clip bình thường, nhưng ai tin mắt mới phát hiện điều bất thường của xe tải. Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã đăng tải đoạn video tự quay lên trang cá nhân. Trong đó là hình ảnh chiếc xe tải đang chạy ngay phía trước ô tô mà cameraman đang ngồi. Lần đầu nhìn vào ai cũng không phát hiện ra điểm bất thường và cho rằng chủ tài khoản đăng điều nhảm nhí. Nhưng đến khi quan sát lại thì mới phát hiện điểm lạ trên chiếc xe tải. Đó là phía bên phải của chiếc xe đã mất đi một bánh. Thay vì một bên có hai bánh kèm sát nhau như phía bên trái, thì bên phải xe lại chỉ có vỏn vẹn một bánh đang đơn độc lăn tròn. Chắc có lẽ biết rõ tình trạng thiếu hụt của xe nên tài xế chạy vô cùng chậm rãi, chậm đến mức gây sự chú ý cho người đi đường. Trong đó có chủ nhân đoạt clip. Một số bình luận được cư dân mạng để lại. Nhìn mắc cười sao á, nhưng mà cũng khá khen cho tài xế biết thân biết phận mà chạy có chừng mực. Chắc xe bị hư giữa đường quốc lộ nên đành chạy tiếp. Ông quay phim cũng ráng chạy chậm sau đuôi để hóng hớt, cười xỉu. Người phụ nữ mất vì thiếu hiểu biết về bệnh lupus ban đỏ. Khoảng 3 năm trở lại đây, chị Huỳnh Thùy Dương, Phú Lương, Thái Nguyên thấy trong người hay mệt mỏi, ăn ngủ kém, đau cơ khớp nhiều. Từ tháng 4 năm 2022, chị thấy tóc ngày càng rụng, thậm chí là rụng cả mảng. Gần đây, nổi ban đỏ khắp vùng mặt. Sau khi nghiên cứu và chuẩn bị đủ tiền, chị quyết định chọn một viện thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để sử dụng dịch vụ cấy tóc. Chị kể lại, ban đầu cơ sở đưa ra mức giá 12 triệu cho một liệu trình cấy tóc. Nhưng do chị không đủ khả năng để chi trả, nên cơ sở tiếp tục hạ xuống mức 10 triệu, 8 triệu và chốt lại ở mức 7 triệu, thực hiện trong vòng 3 buổi. Sau 2 buổi, chị đã thanh toán đủ số tiền 7 triệu và chi thêm 4 triệu để thuốc hỗ trợ quá trình điều trị. Tuy nhiên, dù đã thực hiện 2/3 buổi cấy nhưng không thấy tóc có sự cải thiện, chị tiếp tục được cơ sở giải thích phải làm đầy đủ cả 3 buổi thì mới thấy tóc phát triển tốt. Lúc này, mặt chị Dương ngày càng ngứa và nổi ban đỏ nhiều hơn. Chị quyết định vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để thăm khám. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán chị đã bị lupus ban đỏ và giải thích về tình trạng rụng tóc của chị là do bệnh lupus ban đỏ gây ra. Nên việc chị sử dụng dịch vụ cấy tóc sẽ không mang lại hiệu quả. Hiện chị Dương đang được điều trị tại bệnh viện. Bác sĩ khuyến cáo, khi thấy có những dấu hiệu bất thường về da, nên đến các cơ sở y tế có phòng khám chuyên khoa da liễu để được thăm khám và làm các xét nghiệm chẩn đoán. Không nên tự ý đến các cơ sở không đủ uy tín khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn. Hà Linh vào tận bài viết của Antifan, phân trần vụ trước chê nay khen dầu gội đầu. Sau drama hồi tháng 4, sức nóng của Hà Linh bị giảm đi đáng kể. Liên quan đến vấn đề này, mới đây nhiều người còn phát hiện sản phẩm dầu gội đầu Thái Dương được Hà Linh khen lấy khen để trong livestream vừa qua lại từng bị chính cô dìm hàng trước đây để tâng bốc một thương hiệu khác. Cụ thể trong một clip review vào năm 2022, Hà Linh từng nói, khi cho mẹ mình sử dụng dầu gội Nguyên Xuân thì mẹ mình bảo là sao sản phẩm này cũng là dầu gội dược liệu nhưng lại không làm khô tóc quá như của Thái Dương. Trong khi mẹ mình đã sử dụng dầu gội Thái Dương từ rất lâu. Đến phiên livestream hôm ngày 5 tháng 5, cô quay xe khi dành lời khen có cánh cho dầu gội Thái Dương. Mùi hương nó thơm và bám lâu lắm quý vị, sáng ra gội đầu đi làm, chiều về vẫn thấy tóc thơm thoang thoảng. Riêng bạn nào bị ngứa da đầu thì nên sử dụng. Một netizen sau đó đã chia sẻ lại sự việc này trong một nhóm kín để mọi người bàn tán. Bất ngờ thay, Hà Linh lại mò vào tận bài viết của Antifan để giải thích. Nữ TikToker viết, video gốc mình lên từ ngày 11 tháng 4 năm 2022 đã review cả 3 loại từ lâu lắm, còn không hề có chuyện mình chê Thái Dương rồi lên livestream khen. Mình nhấn mạnh không hợp Thái Dương 3 do khô tóc
nên trong livestream mình chỉ lựa chọn hai sản phẩm là 7 và 7 Plus để giới thiệu đến mọi người. Trước lời giải thích, một người phản bác, điều quan trọng là bản thành phần của hai loại này không khác nhau, chỉ khác ở chỗ là một loại có thêm chất chống gào thôi. Hiện tại sự việc Hà Linh lật bánh tráng đang trở thành tâm điểm quan tâm của cư dân mạng. Từ ngày 1 tháng 7, mức lương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội ra sao? Theo quy định, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở sẽ được tăng lên là 1,8 triệu đồng. Khi đó, mức lương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội cũng đã có những thay đổi nhất định. Theo quy định hiện hành, tiền lương Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được tính theo công thức, mức lương bằng lương cơ sở nhân hệ số lương. Trong đó, mức lương cơ sở 2023 được thực hiện như sau. Từ ngày 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2023, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng một tháng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng một tháng. Vì vậy, hệ số lương của các chức danh nêu trên như sau. Theo quyết định trước đây, hệ số lương của Tổng Bí thư là 13,00. Theo nghị quyết cũ, hệ số lương của Chủ tịch nước là 13,00. Hệ số lương của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội là 12,50. Căn cứ theo mức thay đổi trên, từ ngày 1 tháng 7, đối với chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước thì tiền lương sẽ tăng từ 19,370 triệu đồng lên 23,4 triệu đồng một tháng. Còn tiền lương Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội tăng từ 18,625 triệu đồng lên 22,5 triệu đồng một tháng. Như vậy, lương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội sẽ tăng thêm khoảng 4 triệu đồng một tháng so với trước đây. Doanh thu lật mặt xấu của Lý Hải vượt 200 tỷ sau 10 ngày công chiếu. Tính đến chiều ngày 7 tháng 5, doanh thu lật mặt xấu, tấm vé định mệnh của Lý Hải đã vượt mốc 200 tỷ đồng, theo hiển thị từ đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Việt Nam. Với thành tích này, lật mặt xấu lăm le hất cẳng hai phượng, lọt vào top 3 phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử, xếp sau Nhà bà nữ và Bố già của Trấn Thành. Ra rạp từ ngày 28 tháng 4 đến nay, cộng thêm các suất chiếu sớm từ 19 giờ các ngày 26 và ngày 27 tháng 4, lật mặt xấu đã vượt mốc 200 tỷ. Đây là thành tích không có gì bất ngờ, bởi lật mặt xấu gần như không có đối thủ tại phòng vé. Lần lượt bỏ xa Con nhóc mất chồng hay Bom tấn đến từ nhà Marvel, Vệ binh giải ngân Hà Ba. Với nội dung được xây dựng bài bản, diễn xuất tròn trịa của dàn cast, phần phim thứ 6 đã giúp Lý Hải nối dài chuỗi thành tích của series Lật Mặt. Đặc biệt, việc thu về hơn 200 tỷ sau 10 ngày công chiếu còn giúp Lật Mặt 6 thăng hạng trong bảng xếp hạng phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Tác phẩm vượt mặt Hai Phượng của Ngô Thanh Vân yên vị ở top 3 bảng xếp hạng phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Như vậy, doanh thu Lật Mặt 6 xem như chỉ còn thua hai đối thủ lớn là Nhà bà nữ và Bố già của Trấn Thành. Phạt 900 triệu đồng một chủ đầu tư vì bán nhà khi chưa được phép. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết công ty cổ phần Gamudaland đã ký hợp đồng mua bán căn hộ tại khu chung cư A5 thuộc dự án khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng. Tên thương mại là Celadon City khi chưa có văn bản của Sở Xây dựng thành phố thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê, theo quy định. Số tiền phạt cho hành vi này là 900 triệu đồng. Biện pháp khắc phục, buộc hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định. Đại diện truyền thông của công ty cổ phần Gamudaland cho biết, phòng truyền thông công ty không có phản hồi hay khiếu nại gì về quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng có tên thương mại là Celadon City, tọa lạc tại quận Tân Phú, là một trong 7 dự án thuộc các nhóm vướng mắc điển hình liên quan đến chuyển nhượng, đóng thuế, tính thuế, được thành phố đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ gần đây. Dự án Celadon City Tân Phú là một khu đô thị hiện đại nằm tại trung tâm quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được phát triển bởi tập đoàn Gamudaland, một tập đoàn đa quốc gia của Malaysia. Celadon City Tân Phú được xây dựng trên diện tích 82,5 hectare, bao gồm các căn hộ, biệt thự, shop house và khu thương mại. Dự án được thiết kế với quy mô lớn, mật độ xây dựng thấp.
Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.